Vâng, em xin chào các bác nhé. Em lên sóng chi tiết con hàng sưu tầm nha. Con hàng sưu tập, con này là con Rado mũi neo Golden Hound thụy sĩ. Con này đặc biệt em nói là dinh từ A tới Z luôn. Để tìm vào những con Rado mà Golden Hound thụy sĩ mà nó còn nguyên cái dây hột gạo ring như thế này mà đẹp như thế này các bác khó nha các bác. Đây, riêng cái dây này các bác mà tìm mua phải cỡ tầm với 2 triệu mới có hàng, mà chưa chắc gì đã có hàng đâu các bác. Một cái bộ dây hột gạo đẹp, có thể phần khóa của nó này mức mát luôn. Hãy bác nào mình chốt thì nhanh tay nha. Đây là cái khoa nấm chỉnh, nấm này thì các bác có thể chỉnh giờ và lịch nha. Mũi neo hai con ngựa vàng, máy bọc vàng nha, cái phần hột gạo cũng là bọc vàng nha các bác. Đây, nước bọc còn rất là đẹp luôn. Xài 36 năm. Con hàng sưu tầm nha. Đây, các bác nhìn phần dây khóa của nó nha. Đây, nước bọc của nó này các bác. Đẹp mãn nhãn luôn. Khó của nó sẽ có cái mũi neo. Mũi neo chè hoạt động bình thường nha các bác, hoạt động sẽ tốt hết, nói chung là hoàn hảo hết. Đây là những con máy thụy sĩ đẳng cấp rồi, xài 36 năm. Giá con này là 11 triệu 5 cho các bác là mình nhanh tay nha. Cực hiếm mà về được một con mà là nó có nguyên cái dây hột gạo như thế này. Nó theo máy luôn các bác, theo máy em đấu về luôn á nha. Có thấy sự liền lạc của khó này, nó liền với nhau, liền mèo với là đúng dây của nó luôn, chứ không phải là ông này cắm cầm mặt kia mà tháo dây khác mà gắn vào đâu. Dây zin của nó này đẹp quá trời đẹp luôn. 11 năm nha các bác, mời các bác cùng xem máy của nó. Đây các bác, nó là phía đế của nó là ba con ngựa nha, đẹp mỹ miều luôn. Bốn tay này, bốn tay bọc vàng bọc sáng tròn. Đây là cái lấy khóa. Về là các bác chỉ việc dùng thôi. Đẹp quá các bác. Đây các bác cùng xem. Này, ron nó còn quá mới thôi. Đây, phía trong của nắp và còn nguyên cả cái bằng phần bảo vệ máy luôn này. Đây là một cái phần, một cái nắp bảo vệ con máy thì sĩ của em nó. Đây các bác, mới tinh luôn nha các bác. Đây, em không có động vào máy nha các bác, để nó dính một hồng. Rồi, nó mới khiếp luôn. Có nhiều những ốc trắng trắng kìa, xây hết. Đây, nắp bảo vệ nhiều ra đôi nắp này không có nha các bác, không còn vì nó mất. Chứ còn đây, con này còn nguyên luôn, hai nắp luôn này. Còn hàng sưu tầm nha, bác nào lấy liên hệ cho em. Giá 11 năm.